Con Súc đang chơi với bạn con Súc ngồi kia mà. Cậu hồi xưa có hay quay không? Hả? Cậu có hay quay không mà sao quay đẹp dữ? Quay với nghề mà. Dạ. Mình bỏ mười mấy năm rồi chứ. Dạ. Thế con mười có quay không ạ? Giờ còn không? Có. Dạ. Nhưng mà không quay. Bây giờ cũng đi lồn hết cho chứ không quay nữa. Dạ. Bỏ nghiệp. Bỏ nghiệp mấy năm nay. Cái nồi nồi đồng hay nồi gì đó cậu? Đồng. Dạ, nồi bả hay nồi mười? Mười. Chắc cậu nó được ba cái nữa rồi ha. Dạ.